Kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Miền Bắc đón đợt không khí lạnh tiếp theo, nhiệt độ có thể giảm sâu trong 1 đến 2 ngày tới. Trong khi đó tại Tây Nguyên, hạn hán được ghi nhận ở mức kỷ lục trong vòng chục năm qua. Thêm một câu chuyện về tình trạng ô nhiễm môi trường không thể giải quyết tại các làng nghề, nguyên nhân từ việc người dân thiếu tin tưởng vào các cơ quan chức năng cấp địa phương. Gà đồi Yên Thế, Bắc Giang trở thành thương hiệu gà sạch đầu tiên được dán tem chứng nhận chất lượng. Đây có thể coi là một tin vui đối với thị trường thực phẩm của nước ta, nhất là trong bối cảnh cuối năm, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trở nên khó kiểm soát. Trong phần tin quốc tế, mặc dù Triều Tiên thông báo hoãn việc phóng tên lửa, song Nhật Bản vẫn triển khai các biện pháp đề phòng kế hoạch nói trên. Túi nước, giải pháp mang nước ngọt đến cho người dân sống trên đảo. Mở đầu là các thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khối không khí lạnh được tăng cường từ phía Bắc tràn về trong đêm nay sẽ khiến cho nhiệt độ miền Bắc và Bắc Trung Bộ sụt giảm khoảng 7 độ so với ngày hôm qua, trời chuyển rét. Theo đó, khoảng gần sáng và ngày mai 11 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ ngày mai, miền Bắc chuyển rét với nhiệt độ cao nhất ban ngày tại vùng đồng bằng và trung du giảm từ 27 độ xuống 20 độ. Về đêm nhiệt độ thấp nhất ở mức 15 đến 16 độ. Ở vùng núi đêm mai trời rét buốt ở mức 12 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi từ 10 đến 12 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ sáng mai ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 Biển Động. Ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, từ ngày mai sẽ có mưa và mưa nhỏ. Theo các chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh này có cường độ trung bình nên giá rét tại miền Bắc chỉ kéo dài trong khoảng 2 ngày. Từ ngày 13 tháng 12, khối không khí lạnh suy yếu, miền Bắc trời ấm dần lên cho đến hết tuần. Trong khi đó, khu vực miền Trung Tây Nguyên lại đang đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Tại Gia Lai, mặc dù mới bước vào đầu mùa khô, nhưng tại nhiều huyện, hàng nghìn hecta hoa màu của người dân, chủ yếu là bắp bị mất trắng. Đây được coi là đợt hạn hán nặng nề nhất từ trước đến nay tại khu vực này. Do nắng nóng kéo dài gần 2 tháng nay, nên trên địa bàn huyện Công Tro đã xuất hiện những diện tích trồng ngô bị trơ trụi và úa vàng. Hiện gần 3.000 hecta hoa màu bị mất trắng do nắng hạn. Phần lớn là cây ngô, bông vải, tập trung ở thị trấn Krông Tro, xã Chơ Klong và xã Giang Trung. Ước tính thiệt hại đến thời điểm này khoảng 24 tỷ đồng. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai, bên cạnh huyện Krông Tro, tình trạng nắng nóng kéo dài còn làm thiệt hại và mất trắng 1.600 ha cây trồng các loại ở các huyện Cơ Bang, huyện Đắk Pơ. Tình trạng hạn hán đang diễn biến bất thường, tuy nhiên phía chính quyền từ xã đến tỉnh Gia Lai vẫn đang lúng túng trong việc công bố tình trạng hạn hán cũng như lên phương án và kế hoạch cụ thể để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại trong vụ mùa trồng ngô năm nay và đặc biệt cho vụ mùa sắp tới khi đất đai vẫn bạc trắng vì nắng hạn. Thời tiết thay đổi liên tục trong những ngày gần đây đang là điều kiện thuận lợi cho nhiều dịch bệnh bùng phát, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp. Đáng lo ngại hơn, một chủng virus mới gây viêm đường hô hấp cấp vừa mới được phát hiện. Không loại trừ khả năng virus này có thể xuất hiện ở Việt Nam. Vì thế, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn giám sát, chẩn đoán, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Theo cảnh báo của Bộ Y tế, virus gây viêm đường hô hấp cấp lây nhiễm qua đường tiếp xúc trực tiếp với chất tiết đường hô hấp của người bệnh. Bệnh thường xảy ra vào mùa đông và đầu mùa xuân. Corona là virus từng gây dịch viêm đường hô hấp cấp SARS vào năm 2002-2003. Virus này ngoài gây bệnh đường hô hấp trên, hô hấp dưới, còn có thể gây viêm dạ dày, ruột. Hiện chưa có thuốc đặc trị cho bệnh này. Vì vậy, chủ yếu là điều trị triệu chứng, phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng suy hô hấp, suy thận. Bộ Y tế cũng lưu ý cần phân biệt bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona với cúm AH1N1, cúm AH5N1, viêm phổi không điển hình, nhiễm trùng huyết gây suy thận và suy hô hấp, bệnh tay chân miệng thể cấp có biến chứng suy hô hấp và suy thận. Tại Việt Nam, đến nay tuy chưa phát hiện trường hợp bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới, nhưng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các bệnh viện tập trung cảnh giác để kịp thời phát hiện ca bệnh và cách ly xử lý triệt để, tránh lây lan ra cộng đồng. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, người dân cần đề phòng lây nhiễm bằng cách rửa tay bằng xà phòng thường xuyên, đeo khẩu trang khi ra đường hoặc đến chỗ đông người.
Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá 3 năm thực hiện luật bảo hiểm y tế và định hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. 3 năm sau khi luật bảo hiểm y tế mới đi vào cuộc sống, cho tới thời điểm này, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của nước ta vẫn còn rất thấp. Sau 3 năm triển khai thực hiện, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã được mở rộng, có thêm 7 triệu người đã tham gia. Tính đến thời điểm này, cả nước đã có hơn 57 triệu người tham gia. Năm nay, ước tổng thu quỹ là hơn 39.000 tỷ đồng, số chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ước đạt hơn 37.000 tỷ đồng. Các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội như người nghèo, đồng bào dân tộc, trẻ em đều được chăm sóc sức khỏe thông qua quỹ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, việc thực hiện ở một số nơi thiếu đồng bộ, công tác tuyên truyền chưa tốt nên tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế chưa đầy đủ, tính tuân thủ chưa cao. Đặc biệt, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế còn rất chậm. Với tốc độ tăng hiện nay, mục tiêu Bộ Y tế đặt ra đến năm 2020 sẽ có 80% người dân tham gia bảo hiểm y tế, khó có khả năng trở thành hiện thực. Chiều nay ngày 10 tháng 12, người dân khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh đã cảm nhận được rung chấn do trận động đất mạnh 4,6 độ Richter xảy ra trên địa phận Lào giáp với biên giới Lào-Việt Nam. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần Viện Vật lý Địa cầu, trận động đất xảy ra vào lúc 15h56 giờ Hà Nội, tại vị trí có tọa độ là 18,69 độ Vĩ Bắc, 104,85 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 17 km. Theo đánh giá, động đất gây nên rung động trên cấp 4 theo thang MSK64 ở khu vực đất gãy Rào Nậy. Trước đó, vào ngày 30 tháng 11, khu vực địa phận nước Lào gần biên giới Lào-Việt, giáp với Nghệ An, cũng có trận động đất mạnh 4,1 độ Richter gây nên rung động trên cấp 4. Trao đổi với kênh VTC14, Phó Giáo sư Tiến sĩ Cao Đình Triều, Hội Địa chấn Châu Á cho biết, đới đất gãy Rào Nậy trước kia là khu vực ít xảy ra động đất. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu, thì đới đất gãy này có thể gây động đất cực đại là 6 độ Richter. Nhằm tăng lượng điện cung cấp trong nước, Chính phủ đã có kế hoạch xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam tại tỉnh Ninh Thuận và dự kiến sẽ đi vào hoạt động bắt đầu từ năm 2017. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tại hội thảo đánh giá tác động của sóng thần xung quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận được tổ chức sáng nay tại tỉnh Ninh Thuận, nếu xảy ra động đất và sóng thần thì 2 nhà máy này sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên cơ sở phân tích, các chuyên gia cho rằng nếu xảy ra động đất và sóng thần tại khu vực bờ biển Ninh Thuận thì hai dự án nhà máy điện hạt nhân sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, xác suất này là không lớn do Việt Nam được đánh giá là ít xảy ra động đất và Ninh Thuận cũng không nằm trong vùng thường xuyên xảy ra động đất ở nước ta. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần lĩnh hội các kiến thức về động đất và sóng thần để tuyên truyền cho người dân hiểu rõ, hiểu đúng về tình hình động đất, sóng thần tại Ninh Thuận, từ đó tin tưởng và đồng thuận với chủ trương xây dựng các nhà máy điện hạt nhân. Hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam sẽ được xây dựng tại một trong hai địa điểm là huyện Vĩnh Hải hoặc Phước Dinh. Dự kiến tổng kinh phí cho hai dự án này lên tới 3,4 tỷ đô la Mỹ. Khi hoàn thành, hai dự án này sẽ cung cấp khoảng 165 tỷ kWh mỗi năm, đáp ứng được 1/3 nhu cầu điện vào năm 2020 của nước ta. Xã Thái Phương, huyện Hưng Hà nổi tiếng là làng dệt lâu đời của tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, những năm gần đây, địa phương này cũng được nhiều người biết đến bởi tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hầu hết các hộ dân trong làng đều tham gia vào quá trình tẩy nhuộm vải, trong khi không có bất cứ một hệ thống xử lý xả thải nào được xây dựng và vận hành. Điều này khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương này ngày càng nghiêm trọng, phản ánh của nhóm phóng viên VTC14. Đây là xưởng dệt nhuộm của gia đình ông Đinh Xuân Đàm, xã Phương La, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Trên diện tích này, ông Đàm đặt 2 máy dệt và giặt nhuộm công suất lớn. Mỗi ngày, hơn 1 tấn khăn được cho ra lò. Cùng với đó, hơn 10 mét khối nước thải cũng được xả thẳng ra đồng ruộng. Nếu như xử lý triệt để đủ coi như là nước thải ra môi trường thì doanh nghiệp sẽ lỗ to. Đấy là nói doanh nghiệp, chứ còn chúng tôi là người dân thôi. Người dân thì nói đến cái chuyện mà xây xử lý thì nó là quá xa vời. Bởi vì điều kiện kinh tế, điều kiện mặt bằng, tất cả mọi cái đều không có. Đây là thực trạng đang diễn ra tại xã Thái Phương, nơi hầu hết các hộ dân đều tham gia vào quá trình tẩy nhuộm vải. Việc xả thải không qua bất cứ một khâu xử lý nào ra môi trường được thực hiện trong thời gian dài ở cả quy mô hộ gia đình lẫn doanh nghiệp lớn. Đã làm ở làng nghề và làm công nghiệp thì cái chuyện mà nhất là tẩy nhuộm này thì phát sinh ra nước thải gây ô nhiễm môi trường, cái đấy là có. Và cái tẩy nhuộm này là một trong những khâu bắt buộc phải có để hoàn thiện sản phẩm. Chính vì lý do như thế cho nên là doanh nghiệp là
là vẫn cố làm. Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình, mỗi năm làng nghề dệt Phương La sử dụng hàng chục tấn oxy già, hàng trăm tấn nhớt thủy tinh, xà phòng và chất tẩy rửa da ven các loại. Tại Phương La, những con sông trong làng đều đã trở thành sông chết. Hầu hết ruộng đất của người dân đều không thể trồng cấy. Vấn đề môi trường của Thái Phương là hiện tại bây giờ là đang bế tắc. Vì là cái tư tưởng của nhân dân xung quanh cái khu vực Phương La là chịu ảnh hưởng tác động của cái môi trường rất lớn rồi. Thế nên bây giờ muốn di chuyển một cái nhà máy xử lý nước thải ra đấy thì cái lòng dân bây giờ vẫn chưa tin tưởng lắm vào các cơ quan chức năng của nhà nước sau khi nhà máy xây dựng lên. Bởi vì là người ta cho rằng là vấn đề xây dựng thì dễ, thế nhưng mà vấn đề quản lý và xử lý nó như thế nào về sau mới là một trong những vấn đề cốt lõi. Việc người dân không còn tin tưởng vào cơ quan chức năng không hẳn là không có cơ sở. Bởi dự án xây dựng khu xử lý xả thải ở Thái Phương đã có từ năm 2007. Tuy nhiên, sau 5 năm triển khai, vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực này vẫn chưa được cải thiện. Và cũng trong hơn 5 năm qua, dù chính quyền địa phương đã nhiều lần ra quyết định xử lý, thực hiện nhiều biện pháp kiểm tra, giám sát và cả cưỡng chế, ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp làng nghề này vẫn ngày một nghiêm trọng. Đây là một trong những mảnh ruộng bị bỏ hoang của người dân Phương La trong thời gian gần đây. Nước xả thải từ quá trình dệt nhuộm đã khiến cho lúa và hoa màu không thể phát triển. Và trong khi chính quyền địa phương bất lực nhìn môi trường bị đầu độc, thì các doanh nghiệp trên địa bàn lại khá hồn nhiên trong việc xả thải gây ô nhiễm môi trường. Thông tin chúng tôi vừa cập nhật, vào chiều nay ngày 10 tháng 12, một vụ cháy đã xảy ra tại số nhà 21A Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ bình ga mini. Vào thời điểm trên, người dân của khu vực nghe nhiều tiếng nổ lớn từ cửa hàng tạp hóa tại số nhà 21A Lê Văn Lương của bà Nguyễn Thị Bình và thấy nhà bà Bình cháy dữ dội. Nhiều người cùng lực lượng dân phòng dùng nước và bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không được do ngọn lửa quá lớn. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an huyện Nhà Bè đã điều động 2 xe chữa cháy đến dập lửa. Sau hơn 30 phút, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Nhiều người chứng kiến cho biết, trước khi xảy ra vụ nổ có một thanh niên mang bình ga mini đến. Khi đang giao cho cửa hàng thì bất ngờ xe bị ngã, hai bao tải ga trên xe rơi xuống đất và bị xì khiến ga bị nổ. Hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ đồ tạp hóa trong nhà, rất may là không có thương vong. Cũng trong chiều ngày hôm nay, tại trạm xăng đóng tại ấp Nam Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, Đồng Nai đã xảy ra sự cố nổ bồn chứa xăng khiến 3 người bị thương. Tiếp theo thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quốc lộ 3, đoạn qua xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng vào chiều ngày hôm qua mùng 9 tháng 12. Tính đến chiều ngày hôm nay mùng 10 tháng 12, đã có thêm 2 người chết tại bệnh viện, nâng tổng số người thiệt mạng lên 7 người. Công tác khắc phục dọn dẹp hiện trường đã được tiến hành, song đơn vị quản lý tuyến đường là công ty quản lý đường bộ 224 lại chưa có bất kỳ động thái nào nhằm cảnh báo cho người dân địa phương khi đi qua tuyến đường này. Hai nạn nhân vừa chết tại bệnh viện ngày hôm nay là chị Hoàng Thị Biểu, sinh năm 1966, trú tại xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, và anh Bế Văn Tùng, sinh năm 1980, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Hiện 8 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng và đang dần hồi phục sức khỏe, trong đó có 4 người bị thương nặng phải tiến hành phẫu thuật. Tại hiện trường, xe container đã được giải phóng. Theo quan sát, đây là đường dốc, nhiều đoạn cua liên tiếp, tầm nhìn khuất, mặt đường gồ ghề, lồi lõm rất nguy hiểm cho phương tiện lưu thông, nên ở đây thường xuyên xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, ngoài một biển báo thì không có thêm bất cứ một biển cảnh báo nào về tai nạn hay biện pháp để giảm tốc đối với phương tiện. Thêm vào nữa, sau khi xảy ra tai nạn, ngành chức năng tỉnh, trực tiếp là công ty quản lý đường bộ 244, vẫn chưa có một biển báo hiệu hay rào chắn để cảnh báo cho các phương tiện khi lưu thông qua đây. Trước đó, vào lúc 14:30 ngày 9 tháng 12, tại địa điểm trên, khi người dân đang đứng xem cứu hộ chiếc xe tải biển kiểm soát 29C12924, thì bất ngờ bị chiếc container biển kiểm soát 15C02182 đi với tốc độ cao lao từ đèo kéo vượt xuống. Do đường xấu, trơn trượt, chủ xe không làm chủ tốc độ đã bị văng ngang đường và quét toàn bộ đám đông xuống vực. Hiện công an tỉnh Cao Bằng đang thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng để điều tra, xử lý theo pháp luật.
Từ sáng nay, ga Sài Gòn chính thức bán vé tàu Tết Quý Tỵ 2013 cho hành khách thông qua hình thức đặt chỗ tại website vétàu.com.vn. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên áp dụng hình thức bán vé qua mạng và cũng đã có sự chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, ngay từ sáng nay, việc đặt mua vé tàu Tết qua mạng đã không thể thực hiện như dự kiến. Từ sáng sớm nay, rất nhiều người không thể truy cập vào trang web bán vé tàu. Do quá nóng lòng để có được một tấm vé tàu Tết, rất đông hành khách đã đến ga Sài Gòn để tìm hiểu trực tiếp việc vì sao không thể truy cập được trang web. Theo ghi nhận của phóng viên VTC14 tại ga Sài Gòn trong ngày hôm nay, mặc dù phía nhà ga và công ty dịch vụ hành khách Sài Gòn đã có văn bản trả lời báo chí về việc đã khắc phục tình trạng nghẽn mạng của hệ thống, nhưng cho đến thời điểm này, tình trạng nghẽn mạng tiếp tục kéo dài. Việc nghẽn mạng tại website bán vé tàu qua mạng đã từng xảy ra vào đợt bán vé tàu Tết Nhâm Thìn năm 2012. Năm nay, trong kế hoạch bán vé tàu Tết Quý Tỵ 2013, ga Sài Gòn cũng đã chuẩn bị các phương án đề phòng tình trạng nghẽn mạng do lượng hành khách đăng nhập quá lớn. Tuy nhiên, với những gì xảy ra ngay trong ngày đầu triển khai, xem ra mục tiêu giúp người dân thuận tiện hơn vẫn chưa thực hiện được. Với chủ đề lập nền tảng cho sự phát triển bền vững, sáng nay, Ngân hàng Thế giới phối hợp với Chính phủ Việt Nam đã tổ chức hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam 2012. Năm nay, mặc dù nền kinh tế thế giới đang trong bối cảnh khó khăn, nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục nhận được nhiều sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Với 2,6 tỷ đô la Mỹ, tương đương với hơn 5.460 tỷ đồng, Nhật Bản tiếp tục là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam trong các lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông và phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, trong năm 2013, Nhật Bản sẽ tập trung hợp tác hai lĩnh vực lớn với Việt Nam là phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực. Với lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, Nhật Bản dành tới 68% nguồn vốn tài trợ cho hai lĩnh vực là giao thông và điện lực. Còn lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực sẽ tập trung vào đào tạo nguồn lao động chất lượng cao cho Việt Nam thông qua các nguồn học bổng. Các nhà tài trợ đến từ các quốc gia trên thế giới cũng cam kết hỗ trợ Việt Nam. Như vậy, cùng với các nguồn cam kết hỗ trợ khác, Việt Nam đã nhận được gần 6,5 tỷ đô la Mỹ vốn ODA cho năm tới. Ngoài những vấn đề về hỗ trợ tài chính, hội nghị tư vấn các nhà tài trợ còn giúp Việt Nam tìm hướng tháo gỡ những khó khăn về mặt chính sách như sửa đổi chính sách đất đai để mở rộng thu hút đầu tư nước ngoài nhằm thúc đẩy tháo gỡ những bế tắc mà thị trường đất đai của Việt Nam đang gặp phải. Hội nghị CG được tổ chức từ năm 1998 là diễn đàn trao đổi ý kiến giữa chính phủ Việt Nam và cộng đồng các nhà tài trợ song phương và đa phương về các vấn đề chính sách kinh tế, chiến lược giảm nghèo và hiệu quả sử dụng vốn ODA. Năm ngoái, Việt Nam đã nhận được cam kết hỗ trợ từ các cộng đồng quốc tế lên tới hơn 7,3 tỷ đô la Mỹ. Những ngày cuối năm này, ga thải loại nhập lậu vẫn là vấn đề nóng trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó không chỉ là vấn đề quản lý lỏng lẻo, ý thức người kinh doanh chưa tự giác, mà còn là câu chuyện đáng lưu tâm về việc khẳng định và gây dựng thương hiệu gà trong nước. Chính vì thế mà câu chuyện gắn tem cho giống gà đồi Yên Thế Bắc Giang trở nên đáng chú ý trong thời điểm này. Một ngày làm việc bình thường của những công nhân tại xưởng giết mổ gia cầm ở xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Vẫn là các công đoạn quen thuộc như giết mổ, khử trùng gà qua nước ozone, đóng gói, hút chân không. Nhưng năm ngày gần đây, dây chuyền làm việc có thêm một khâu mới. Đó là dán tem lên bao bì. Chiếc tem tuy nhỏ, nhưng nó là niềm tự hào của người dân Yên Thế và là niềm hy vọng của người dân cả nước về một thương hiệu gà Việt đáp ứng đủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Chọn con giống rồi tất cả các khâu chúng tôi khép kín từ bắt đầu cho đến khi giết mổ là theo cái quy trình mà chúng tôi đã được viện chăn nuôi hướng dẫn theo cái quy trình an toàn sinh học. Không phải vô cớ mà gà đồi Yên Thế trở thành thương hiệu gà Việt sạch đầu tiên được gắn tem. Lúc bé úm thì chăn cám ăn thẳng, lớn lên độ hơn một tháng tuổi giờ ra thì tôi chăn ngô. Hiện nay là có 700 hộ đã đang chăn nuôi theo Việt Gáp. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang chăn nuôi theo quy trình đó. Xưởng giết mổ của chúng tôi bắt đầu đi vào hoạt động thì cũng muốn là khách hàng chấp nhận cái sản phẩm của chúng tôi. Trung bình mỗi năm, huyện Yên Thế xuất bán được 26.000 tấn thịt gà với doanh thu ước tính đạt từ 1.400 đến 1.500 tỷ đồng. Trong tháng 12 này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội sẽ tiến hành nhiều đợt kiểm dịch để đưa gà đồi Yên Thế vào thị trường Hà Nội với số lượng khoảng 20 tấn một ngày. Được công nhận chỉ là bước đầu, quan trọng nhất vẫn là giữ được thương hiệu. Đó cũng chính là nhiệm vụ đặt ra với ngành nông nghiệp địa phương trong việc kiểm soát chặt chẽ quy trình chăn nuôi, kiểm dịch và giết mổ.
Chúng tôi chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là cơ quan thú y, là tổ chức công tác kiểm dịch một cách chặt chẽ. Khi con gà đủ cái tiêu chuẩn, cái gà đồ yên thế thì mới cấp được cái chứng nhận kiểm dịch để vận chuyển lưu thông đi các địa phương khác. Chỉ những cái hộ nào mà đáp ứng được tất cả các cái điều kiện khi mà chứng nhận thì mới được cấp cái sử dụng, cái quyền sử dụng cái nhãn hiệu chứng nhận này. Hiện việc gắn tem mới chỉ thực hiện trên gà thịt. Dự kiến đến cuối tháng 12 đến lượt gà lông sẽ được chứng nhận thương hiệu gà sạch. Một chiếc tem ít ra cũng là dấu hiệu nhận biết gà sạch với gà kém chất lượng. Nếu được quản lý chặt chẽ thì ít nhất là Tết này người dân sẽ không phải ăn loại gà thải Trung Quốc hay loại gà dai Hàn Quốc không còn giá trị dinh dưỡng. Chuyển sang những tin tức quốc tế. Sau thông tin tạm hoãn phóng tên lửa được truyền thông Triều Tiên đưa vào hôm 9 tháng 12, nước này hôm nay tiếp tục tuyên bố trên truyền hình rằng kế hoạch phóng tên lửa sẽ hoãn lại một tuần so với dự kiến trước đó. Phản ứng trước động thái này, chính phủ Nhật Bản ngày hôm nay cho biết nước này vẫn sẽ duy trì cảnh giới và giám sát vụ phóng vệ tinh của nước láng giềng. Sau cuộc họp kín giữa Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Konoda, Tổng thư ký Nội các Osamu Fujimura, Bộ trưởng Quốc phòng Satoshi Morimoto và Ngoại trưởng Koichiro Gamba, chính phủ Nhật Bản quyết định sẽ tiếp tục duy trì cảnh giới ở mức tối đa, bất chấp việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên phương tiện truyền thông trung ương với ngụ ý sẽ hoãn lại kế hoạch phóng tên lửa, dự kiến bắt đầu ngày 10 tháng 12. Kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên đã chống lại nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục ngăn chặn các hoạt động của Triều Tiên. Hiện chúng tôi đang tiến hành tất cả các biện pháp để chuẩn bị cho mọi tình huống có thể phát sinh. Nhật Bản đã triển khai các tàu khu trục, trang bị hệ thống phát hiện tên lửa Aegis tối tân và hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 đến các vùng biển phía nam nước này và xung quanh thủ đô Tokyo để sẵn sàng can thiệp và phá hủy tên lửa của Triều Tiên trong trường hợp tên lửa đẩy có thể rơi vào lãnh thổ Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản cũng cho biết sẽ tiếp tục cảnh giới các hoạt động của Triều Tiên chừng nào nước này chưa gửi thông báo chính thức tạm hoãn vụ phóng vệ tinh cho các cơ quan quốc tế, cũng như khi Nhật Bản chưa xác nhận được việc Triều Tiên tạm dừng các hoạt động chuẩn bị cho vụ phóng vệ tinh. Hôm nay, hàng nghìn người Campuchia và Philippines đã tập trung thực hiện các cuộc biểu tình tại thủ đô của hai nước để kêu gọi chính phủ bảo vệ quyền con người nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền lần thứ 64. Khoảng 2.000 người Philippines đã tập trung trên các đường phố Manila gần nơi làm việc của Tổng thống Benigno Aquino để đòi công lý cho những người mà họ cho là nạn nhân của các vụ giết người trái pháp luật. Nhiều người biểu tình thuộc Liên minh Yêu nước mới cũng đổ lỗi cho chính phủ về cái chết của những người đã đấu tranh chống lại việc khai thác khoáng sản trên quy mô lớn ở miền nam Philippines. Chính phủ cần ngăn chặn các vụ giết hại những nhà hoạt động, nông dân và người dân bản địa, đồng thời ngăn chặn tất cả các hoạt động khai thác mỏ, bao gồm cả các hoạt động của những công ty khai thác lớn và các công ty khai thác gỗ trong nước. Trong khi đó, tại Campuchia, khoảng 3.000 công nhân cùng một số nhà ngoại giao nước ngoài, quan chức của Liên Hợp Quốc và chính phủ cũng đã tổ chức một cuộc tuần hành hòa bình với các hoạt động hát múa sôi động. Tiếp theo là các tin vắn quốc tế đáng chú ý khác diễn ra trong 24 giờ qua. Sáng sớm ngày hôm qua tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, một chiếc tàu chở hàng đã bị lật, khiến 8 người mất tích. 4 chiếc xe tải mà chiếc tàu chở theo cũng bị chìm. Chính quyền địa phương cho biết có tổng cộng 11 người trên chiếc tàu hàng khi tai nạn xảy ra tại đoạn sông gần làng Bình Sơn thuộc huyện An Hoa. 3 người trong đó có chủ tàu đã được giải cứu. Hiện lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 8 người mất tích. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ. Thời tiết khắc nghiệt cùng với nhiệt độ thấp và tuyết rơi dày đã bao trùm lên các nước châu Âu như Croatia, Bosnia, Serbia và Romania trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần vừa qua, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Chính quyền Croatia cho biết thủ đô Zagreb của nước này đã phải hứng chịu trận bão tuyết lớn nhất trong vòng 57 năm trở lại đây. Bão tuyết cũng khiến giao thông tại các nước bị đình trệ, nhiều sân bay và đường xá bị đóng cửa, nhiều phương tiện giao thông công cộng bị tắc nghẽn tại các thành phố lớn. Người dân được cảnh báo nên ở trong nhà, trong khi các nhân viên cảnh sát được lệnh sẵn sàng để tham gia công tác cứu hộ. Đêm qua, khoảng 1.000 người đến từ 50 tổ chức hòa bình và phe cánh tả đã cùng nhau xuống đường, tuần hành ở thủ đô Oslo của Na Uy, phản đối ban tổ chức trao giải Nobel Hòa bình 2012 cho EU.
Những người biểu tình cho rằng việc trao giải cho một tổ chức chưa xứng đáng sẽ làm giảm giá trị của giải thưởng này, bởi hiện chính phủ các nước thuộc Liên minh châu Âu vẫn lực bất tòng tâm trước khủng hoảng nợ công, khiến người dân trở thành đối tượng phải gánh chịu hậu quả một cách nặng nề nhất với tỷ lệ thất nghiệp và mức thuế cùng tăng cao. Bên cạnh đó, EU vẫn duy trì một lực lượng quân sự lớn, trở thành nơi mua bán vũ khí sôi động. Họ cũng lên tiếng chỉ trích các quan chức EU cố tình lờ đi các cuộc biểu tình bạo động của người dân, phản đối chính phủ áp dụng những chính sách kinh tế bảo thủ, khiến tình trạng suy thoái kinh tế càng trầm trọng hơn. Tại Vương quốc Anh, thực phẩm thừa đã từng được xử lý không tốt và gây ra một sự lãng phí lớn đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, để tận dụng tốt nhất nguồn thực phẩm thừa này, nước Anh đã cho xây dựng một số nhà máy chuyên sản xuất điện năng từ đồ ăn bỏ đi. Đây là một cách làm hiệu quả và ngày càng trở nên phổ biến tại xứ sở sương mù. Với sự phát triển của công nghệ, ngày càng có nhiều siêu thị và nhà hàng ở Anh đã cung cấp thực phẩm thừa hoặc thực phẩm đã quá hạn sử dụng cho các nhà máy điện, thay vì phải trích ra một khoản tiền không nhỏ để thuê các công ty tái chế chuyên nghiệp, thu gom và xử lý chúng. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm tiền mà còn góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường. Bên cạnh mục đích chính là tạo ra điện năng, các nhà máy cũng có thể sản xuất ra phân bón hữu cơ trong quá trình xử lý chất thải. Chúng tôi có thể sản xuất ra khoảng từ 5 đến 6 tấn phân bón hữu cơ mỗi tuần. Mỗi tấn có giá tương đối rẻ, chỉ khoảng 6 bảng Anh một. Cũng theo Thomson, mỗi năm công ty của Anh có thể sản xuất khoảng 500 kW điện từ 15.000 tấn thực phẩm bỏ đi, trong khi chỉ cần 2 người vận hành máy. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp như công ty của Thomson, chính phủ Anh đã tăng thuế bãi rác đối với các đối thủ cạnh tranh của họ. Tiền thuế đổ rác tại các bãi rác được điều chỉnh tăng dần vào tháng 4 hàng năm. Hiện tại, tiền thuế này là 64 bảng Anh. Tăng năm sau, nó sẽ tăng lên 72 bảng và đến tháng 4 năm 2014 là 80 bảng. Do đó, mọi người sẽ chờ đợi và chọn các phương pháp tái chế rác thay thế mới thay vì đổ rác ra các bãi rác thông thường. Để phổ biến các việc tái chế thực phẩm thừa trong cộng đồng dân cư, chính quyền các địa phương ở Anh còn phân phát miễn phí các túi phân hủy thực phẩm thừa bằng phương pháp sinh học đến các hộ gia đình. Các nhà nghiên cứu Israel vừa phát hiện bên trong hợp chất chiết xuất từ nấm sò, loại nấm thường được dùng làm thực phẩm ở nhiều nước, có chứa những loại hóa chất có thể liên kết với các phân tử trong tế bào ung thư và tiêu diệt chúng, đặc biệt là đối với các tế bào ung thư đại tràng, căn bệnh khiến hàng trăm nghìn người trên thế giới phải mất mạng mỗi năm. Thời gian vừa qua, giáo sư Betty Schwartz cùng một nhóm nghiên cứu thuộc Viện Sinh hóa tại Đại học Hebrew thường đến chợ Rehovot của Israel để mua nấm sò. Họ tin rằng một ngày nào đó chất alpha-glucan chiết xuất từ nấm sò có thể giúp họ trong việc tìm ra liệu pháp điều trị căn bệnh ung thư đại tràng. Trong công bố mới đây về phát hiện của mình, giáo sư Betty Schwartz cho biết hợp chất chiết xuất được có cả hai tác dụng, phòng và điều trị bệnh ung thư. Alpha-glucan chiết xuất từ nấm sò có tác dụng điều trị viêm nhiễm, một dấu hiệu tiền ung thư hoặc một trong các quá trình ung thư. Đó là lý do vì sao chúng tôi cho rằng nó có cả tác dụng phòng và điều trị bệnh ung thư. Được biết, chiết xuất từ nấm sò sẽ phát huy tác dụng với các tế bào ung thư bám trên các mạch máu ở đại tràng, đồng thời ngăn không cho chúng lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Hợp chất trên đã được chứng minh có hiệu quả với tế bào ung thư của con người trong ống nghiệm và của chuột sống, mặc dù một số nhà khoa học trên thế giới cho rằng còn rất nhiều việc phải làm để có được một loại thuốc điều trị ung thư thực sự với hợp chất chiết xuất từ nấm sò. Nhưng giáo sư Betty Schwartz cùng nhóm nghiên cứu vẫn rất lạc quan với sự phát hiện của mình. Họ cũng đang nỗ lực kêu gọi tài trợ cho các thử nghiệm lâm sàng trên con người. Đối với các cộng đồng dân cư sống trên đảo hay ở miền duyên hải tại nhiều nơi trên thế giới, việc tiếp cận nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt hàng ngày thường gặp rất nhiều khó khăn. Nhằm khắc phục vấn đề này, một số nhà nghiên cứu đã chế tạo ra những chiếc túi nước làm từ nhựa tổng hợp PVC, giúp người dân trên đảo vận chuyển nước ngọt một cách dễ dàng. Túi nước hay nói cách khác là hệ thống chứa nước ngọt dễ vận chuyển bằng đường thủy là sản phẩm chính của dự án mang tên Refresh được tập đoàn Ziplatt triển khai tại Crete, hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất của Hy Lạp. Đối với dự án này, chúng tôi đã phát triển khóa kéo mới không thấm nước, đủ mạnh để chống lại áp lực của nước trong quá trình vận chuyển. Khóa kéo này là một trong những bộ phận chủ yếu của túi nước thế hệ mới, được tập hợp từ nhiều mô đun khác nhau. Với kiểu thiết kế này, dung tích của túi nước có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Đây là túi nước cỡ vừa. Nó có thể chứa được từ 200 mét khối nước. Trên quy mô công nghiệp, dung tích sẽ được nâng lên đến 10 lần con số đó, tức là 2.000 mét khối nước.
Ngoài khóa kéo, túi nước còn được trang bị thêm các bộ cảm biến để phát hiện bất cứ sự biến dạng nào trong quá trình nó được vận chuyển trên sóng nước. Chi phí chế tạo túi nước và chi phí vận chuyển cũng khá rẻ, nên phù hợp với túi tiền của đa số người sử dụng. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày 10 tháng 12 năm 2012 của kênh VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.